đem Chúa nhân từ cho linh hồn tiên nhân và các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Càng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đời trong Chúa nhận lời. Nếu Chúa chấp đổi Chúa ơi, nào ai đứng vững ngàn mưu. Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau lạy Thiên Chúa nhân từ, đại gia đình con xin hết lòng cảm tạ Chúa. Một năm bình an vừa qua, rất nhiều sóng gió sẽ đến cho mọi người trong nước Việt Nam chúng con cũng như trên toàn thế giới. Nhưng riêng đại gia đình chúng con được Chúa thương cách riêng, không ai bị sự cố nào đáng kể. Tuy nhiên một số thành viên cũng bị sơ sài thôi, cuối cùng Chúa cũng thương cứu thoát khỏi. Con xin tội ơn Chúa vô cùng. Trong năm mới này con xin kính chúc tất cả mọi người trong đại gia đình con trong tay nhân từ của Chúa. Xin Chúa gìn giữ cho con cứu được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta ngồi đi. Trong bữa họp mặt hôm nay, tôi xin cảm ơn tất cả những người đóng góp cho cái buổi họp mặt đầu năm này. Thứ nhất là vợ chồng chị Trang giúp việc, sau đó đồng chí Huy Trâm và các riêng là vợ chồng chị Hai, anh Hai đã cuối cùng tổ chức buổi họp mặt của chúng ta hôm nay. Tạ ơn Chúa và chúng con và cảm ơn chúng con đã đóng góp cho cái buổi họp mặt hôm nay được kết quả tốt đẹp và đầy vui vẻ. Và cảm ơn chúng con nhiều. Cũng xin thông báo một lần nữa là ngoài cái từ vật chất này, chúng ta còn có một cái bữa tiệc tinh thần do vợ chồng Mai Thu với anh Huy, tức là mỗi lần mỗi một gia đình Mai Thu có biếu một gia đình, mỗi gia đình là một cuốn sách tập Chúa Thư Pháp Báo và một cái mốc chìa khóa để chúng ta tiện lợi nhớ đến những các thánh và nhớ đến những mẹ, để chúng con hoan hô tất cả những người đóng góp cho bữa tiệc hôm nay. Bây giờ tiếp theo cho Mai Thu đâu móc đâu. Mai thì cảm ơn nha.